Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện Suzuki Katana Yoshimura Edition 2020 trước khi được ra mắt chính thức tại sự kiện Ý. Mới đây, truyền thông Nhật Bản đã tiết lộ một số góc ảnh thực tế phiên bản đặc biệt Katana Yoshimura Edition 2020 sắp được Suzuki ra mắt. Sau đây là một khoảng thời gian dài được nhắc đến với rất nhiều khoảnh ảnh mô phỏng trên những tạp chí. Cái phiên bản đặc biệt này sẽ chính thức ra mắt tại các sự kiện ESMA 2019 sắp diễn ra tại Milan Ý trong tuần tháng 11 sắp tới. Đối với cái phiên bản đặc biệt Katana Yoshimura Edition 2020 chính thức dường như không giống như những cái ý tưởng ban đầu từng được giới truyền thông Nhật Bản mô phỏng trước đó. Trên thực tế thì hai cái thương hiệu Yoshimura và Suzuki đã kết hợp lại với nhau để tạo ra cái phiên bản đặc biệt này. Nó chỉ chú trọng vào những phụ kiện carbon ở bên ngoài và nhiều cái chi tiết đồ chơi từ cái hiệu nổi tiếng Yoshimura để làm cho cái phiên bản cập nhật Katana 2020 trở nên hiện đại hơn, dữ dằn hơn, thể thao hơn. Các chi tiết trang bị ở cái phiên bản đặc biệt này được hay và thấy ở cái gương chiếu hậu carbon, cái ốp bên xăng, cái ốp động cơ carbon ở bên dưới, cái kính gió cao hơn cái phiên bản tiêu chuẩn. Ở vị trí để chân đó là một cái bộ số 7 đơn từ Yoshimura giúp cải thiện vị trí người ngồi trong đạt thể thao hơn. Chiếc đông lái cũng được thay đổi mạnh mẽ hơn, dời về phía trước nhiều hơn so với bản gốc. Ngoài ra còn được hỗ trợ các chức năng bảo vệ tay lái với những món trang bị phụ kiện từ cái hiệu Yoshimura. Và trang bị cuối cùng đặc biệt nhất trên cái phiên bản Katana Yoshimura Edition 2020 chính là một cái dàn ống xả Yoshimura B77 Salon bằng cái chất liệu titanium với thiết kế hình cái quả chuối là khá độc đáo và được bán lẻ với mức giá từ 99.800 yên tương đương khoảng là 21 triệu Việt Nam đồng. Cái sự hiện diện chính thức của cái phiên bản đặc biệt Katana Yoshimura Edition 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại cái sự kiện ESPA 2009 Ý. Các bạn hãy chú ý xem nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.